mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Rồi. Hôm nay là tụi em là rêu cái nền đến Nha Trang. Hôm nay mùi rất là đặc biệt. Thì chị Quỳnh Trần Liễu có thể nói về Star Khánh Hòa, nói về cái nền mini tại Nha Trang hôm nay được không? Nói về câu lạc bộ Star Khánh Hòa trước ha. Thì câu lạc bộ Star Khánh Hòa là một câu lạc bộ khởi nghiệp từ những các bạn trẻ. Đã được 2 năm rồi, thì tới tháng 5 là chính thức, ngày 13 tháng 5 là chính thức được 2 năm rồi. Thì câu lạc bộ của mình đó, hoạt động là chủ yếu là hỗ trợ các bạn trẻ mới khởi nghiệp hoặc là có những cái ý định khởi nghiệp mà mong muốn làm chủ cho riêng mình và cùng nhau phát triển, đi cùng nhau để phát triển. Đó là cái phương châm của Startup Khánh Hòa. Thì nhân dịp thầy về Nha Trang thì câu lạc bộ Startup Khánh Hòa tổ chức sinh nhật 2 tuổi thì cũng có kết hợp mini cái nền. Thì rất anh chị em ở trong câu lạc bộ rất là hồ hở, rất là thích vì đã chuẩn bị được gặp thầy và lắng nghe những cái chia sẻ từ những cái từ vị thầy mà có rất là nhiều kinh nghiệm về tuổi nghề cũng như là tuổi đời. Thì rất mong là buổi tối ngày hôm nay là sẽ đem đến sự mới mẻ về kiến thức, mình học hỏi thêm được nhiều kiến thức hơn nữa từ không những riêng từ thầy mà còn từ rất là nhiều anh chị em khác nữa. Cái nền cũng đã được một tuổi và hơn một năm vừa qua thì cũng đã từng tổ chức cái nền tại Nha Trang. Thì không biết là chị Nữ có một cái chia sẻ về một bài học hay là một cái trải nghiệm nào mà ứng dụng những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của thầy chia sẻ trong cái nền tới mọi người không? Khi mà biết được thầy và nghe thầy chia sẻ về, đặc biệt nhất là về hệ sinh thái, đó cũng là cái nền 05 tổ chức, là chuyên mục tiêu đề là hệ sinh thái. Thì sau khi mà nghe thầy chia sẻ xong rồi á, thì mình rất là mong muốn có một cái đam mê là sẽ xây dựng được một hệ sinh thái, ít nhất là trong cái ngành của mình đang hoạt động tại Nha Trang, để cùng nhau phát triển. Trước đây thì mọi người cứ hay là phát triển theo một cách độc lập, là vừa độc lập, cái nguy hiểm ở độc lập ở đây á, là chúng ta có thể là giết nhau bất kỳ lúc nào, chúng ta có thể hạ đối thủ. Tuy nhiên thì đi theo cái phương hướng của thầy hướng dẫn là chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái để cùng phát triển. Thì đây là một cái cách mà chúng ta mình nghĩ là sẽ sống được bền vững và tương lai sẽ tốt hơn rất là nhiều so với hiện tại là chúng ta cứ cạnh tranh nhau. Vậy là bài học về hệ sinh thái. Đúng rồi. Sắp tới những cái dự định của chị cũng như là của Startup Khánh Hòa để mà xây dựng hệ sinh thái tốt hơn ở Nha Trang, chị chia sẻ thêm về các hệ sinh thái khác ở các vùng miền khác có thể biết được không ạ? Hệ sinh thái ở Nha Trang á, thì hiện tại là mọi người cũng đang bắt đầu là đi theo đúng hướng, là mọi người đang cố gắng để mà hỗ trợ nhau. Nếu như mà cùng ngành với nhau, hỗ trợ nhau thì càng tốt. Còn nếu như mà không cùng ngành thì chúng ta vẫn có thể là chia sẻ kiến thức nè, hỗ trợ về những kinh nghiệm nè, rồi mối quan hệ, rồi chúng ta có thể hỗ trợ về khách hàng, đối tác, giúp đỡ lẫn nhau để mà chúng ta mở mang được mở rộng hơn cái quy mô hoạt động của mình. Đó là cái mục tiêu mà Startup Khánh Hòa đang cố gắng hoàn thiện. Kỷ niệm hoặc là có một cái niềm vui khi mà chị nghĩ tới cái nền, nghĩ tới thầy Phan Văn Trường. Niềm vui, cái kỷ niệm mà vui nhất đó chính là vừa rồi đại hội cái nền, thì chúng ta đã gần như là xây dựng một cái chương trình đại hội mà không có KPI. Chúng ta là đụng đâu là chạy đó. Tuy nhiên nó không bị lộn xộn mà chúng ta đi theo một cái, mặc dù là không KPI trước nhưng mà chúng ta vẫn hoàn thành rất là xuất sắc về cái đại hội. Đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong tổng kết cuối năm vừa qua. Thì hy vọng là năm tới thì chúng ta cũng sẽ có những cái đại hội tiếp theo nữa ấn tượng hơn, xuất sắc hơn và đem đến một cái niềm vui cho mọi người để cùng gắn kết hơn nữa. Vâng. Lời chúc mà chị gửi tới cái nền nhân dịp tháng sinh nhật tháng 5 này
Không có gì hơn, Trà Nữ kính chúc cái nền sẽ tiếp thêm nhiều năng lượng cho các bạn trẻ, giống như là cái phương châm của cái nền đưa ra là chúng ta sẽ đi từ cái nền, xây dựng một cái nền vững chắc, sâu, rộng, và từ đó thì chúng ta mới đi lên một cái mầm cây và sẽ có kết quả mỹ mãn hơn. Chị Trà Nữ có lời nhắn nhủ gì đối với tất cả các anh chị em đang sinh hoạt trong hệ sinh thái kế nền không ạ? Hiện tại thì đối với lời có lẽ là ở trong cái nền á thì có rất là nhiều anh chị đã phát triển, đã trưởng thành, thì những cái lời nhắn nhủ mà Trà Nữ gửi đến ấy, thì mình cũng không dám nói nhiều, thì chỉ mong rằng là hy vọng là những anh chị đã phát triển, những anh chị lớn có thể hỗ trợ, có thể giúp đỡ những kiến thức cho thế hệ trẻ lứa nhỏ như Trà Nữ để mà xây dựng được cái kiến thức, thứ nhất là kiến thức, thứ hai là cái xây dựng được cái cơ sở của mình để vững chắc hơn, và cũng từ đó là có thể xây dựng đất nước của mình tốt đẹp hơn. Cảm ơn chị Trà Nữ đã tham gia trả lời cùng với cả Radio Kế Nền, và chúc chị cùng công ty cũng như là hệ sinh thái khởi nghiệp tại Nha Trang có nhiều điều thuận lợi và an nhiên trong thời gian tới. Cảm ơn chị. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nền cùng non sông.